người cha kia có hai người con sống êm đềm cùng nhau yêu thương. Bỗng một ngày người con thứ nói với ông rằng: xin cha hãy chia cho con phần gia tài thuộc về con. Xin cha hãy cho con phần gia nghiệp của con. Thế rồi mấy ngày sau, cậu bán hết gia nghiệp của mình, rồi gom góp hết bạc tiền. Cậu chạy chạy xa.